Gabon, lãnh đạo phe đảo chính đàm phán với đặc phái viên khu vực Trung Phi. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Châu Phi, truyền hình nhà nước Gabon ngày 5 tháng 9 đưa tin, người đứng đầu chính quyền quân sự mới của nước này, tướng Brice Oligui Nguema, đã gặp Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc đảo chính ở Gabon ngày 30 tháng 8, lật đổ Tổng thống Ali Bongo. Cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi ECCAS đã bổ nhiệm ông Touadéra làm người hỗ trợ tiến trình chính trị ở Gabon. Ông được giao nhiệm vụ gặp gỡ tất cả các chủ thể và đối tác Gabon với mục tiêu đưa quốc gia này nhanh chóng lập lại trật tự hiến pháp. Trong lễ tuyên thệ nhậm chức hôm 4 tháng 9, tướng Brice Oligui Nguema cam kết sẽ tổ chức bầu cử tự do và minh bạch sau thời kỳ chuyển tiếp nhưng không nêu rõ thời gian. Gabon cùng Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso và Niger nằm trong số các quốc gia châu Phi đã trải qua đảo chính trong 3 năm qua, một xu hướng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đáng quan ngại ở lục địa này. Đài truyền hình Gabon không đưa thông tin chi tiết về cuộc đàm phán. Hoạt động này diễn ra một ngày sau khi một thành viên của ECCAS là Guinea Xích Đạo cho biết Gabon đã bị đình chỉ khỏi tổ chức bao gồm 11 quốc gia này. Trong thông báo trên mạng xã hội X, Phó Tổng thống Guinea Xích Đạo, ông Teodoro Nguema Obiang Meguil cho biết ECCAS cũng đã ra lệnh ngay lập tức chuyển trụ sở chính của khối từ thủ đô Libreville của Gabon đến Malabo, thủ đô của Guinea Xích Đạo. Thưa quý vị, giữa bối cảnh tình hình tại châu Phi đang ngày càng nóng rực hơn bao giờ hết sau khi quân đội Gabon đảo chính lật đổ Tổng thống Ali Bongo vào ngày 30 tháng 8, đồng thời thông báo sẽ chọn tướng Brice Oligui Nguema, tư lệnh vệ binh quốc gia và là thủ lĩnh nhóm đảo chính, là nhà lãnh đạo lâm thời của Gabon trong giai đoạn chuyển tiếp. Ngay trong tối cùng ngày, thì mới đây vào chiều 4 tháng 9, tướng Nguema đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống chuyển tiếp quốc gia Trung Phi, tuyên bố khôi phục chính quyền quân sự thông qua các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và đáng tin cậy sau quá trình chuyển tiếp. Song, ông này không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Buổi lễ được tiến hành tại Tòa án Hiến pháp Gabon ở thủ đô Libreville, có sự tham dự của hàng trăm sĩ quan quân đội, chính trị gia cùng đại diện ngoại giao một số quốc gia và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia Gabon. Bên ngoài trụ sở Tòa án Hiến pháp, hàng nghìn người tập trung biểu tình ăn mừng, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ nhà lãnh đạo mới của đất nước. Tại lễ tuyên thệ, tướng Nguema cam kết thúc đẩy tiến trình chuyển giao quyền lực, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất của đất nước. Tiếp đó, trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Tổng thống lâm thời của Gabon, tướng Nguema một lần nữa cam kết sẽ sớm xây dựng và tiến hành trưng cầu hiến pháp mới của đất nước, đẩy nhanh tiến trình dân chủ và chuyển giao quyền lực với trọng tâm là tổ chức các cuộc bầu cử minh bạch, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho toàn thể người dân Gabon. Tướng Oligui tuyên bố sẽ khôi phục chính quyền dân sự thông qua các cuộc bầu cử tự do, minh bạch và đáng tin cậy sau quá trình chuyển tiếp, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể, đồng thời tuyên bố ân xá, trả tự do cho toàn bộ các tù nhân chính trị trong nước, cam kết xây dựng và cải thiện quan hệ với các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Tướng Nguema, 48 tuổi, là thủ lĩnh nhóm sĩ quan thực hiện cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ali Bongo sáng sớm ngày 30 tháng 8. Sau cuộc đảo chính, tướng Nguema được bầu giữ chức chủ tịch ủy ban giai đoạn chuyển tiếp và khôi phục thể chế do các tướng lĩnh quân đội lập ra để điều hành đất nước. Ngày 30 tháng 8 vừa qua, một số sĩ quan cấp cao quân đội Gabon đã tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, thượng viện, hạ viện và tòa án hiến pháp. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Bongo Ondimba, 64 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ 3. Đây là cuộc đảo chính quân sự thứ 8 tại khu vực Tây và Trung Châu Phi kể từ năm 2020. Lực lượng đảo chính đã chỉ định tư lệnh lực lượng vệ binh Cộng hòa Gabon, tướng Brice Oligui Nguema làm chủ tịch ủy ban chuyển tiếp và khôi phục thể chế lãnh đạo nước này trong quá trình chuyển tiếp. Sau lễ nhậm chức Tổng thống lâm thời của thủ lĩnh đảo chính, tiếp nối phản ứng của Liên minh châu Phi AU với cuộc đảo chính tại Gabon, tối 4 tháng 9, Cộng đồng Kinh tế Trung Phi ECCAS đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Gabon tại khối này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích khu vực, thì đây chỉ là bước đi có tính biểu tượng của Cộng đồng Kinh tế Trung Phi do cục diện tại Gabon đã đi vào ổn định. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo Cộng đồng Kinh tế Trung Phi được tổ chức tại Guinea Xích Đạo nêu rõ việc đình chỉ tư cách thành viên của Gabon tại khối này là nhằm phản ứng với cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ali Bongo sáng sớm ngày 30 tháng 8 vừa qua. Tuyên bố chung khẳng định tư cách thành viên của Gabon sẽ chỉ được Cộng đồng Kinh tế Châu Phi xem xét lại sau khi trật tự hiến pháp nước này được khôi phục. Trước đó, vào đêm ngày 31 tháng 8, Liên minh châu Phi cũng thông báo quyết định đình chỉ vô thời hạn tư cách thành viên của Gabon tại AU nhằm phản ứng với cuộc đảo chính mà AU mô tả là hành động làm xói mòn các nguyên tắc và nền tảng của tổ chức này.
Theo nhiều nhà phân tích, việc đình chỉ tư cách của Gabon tại AU cũng như cộng đồng kinh tế Trung Phi chủ yếu mang tính biểu tượng do cục diện chính trường Gabon đang dần đi vào ổn định và rất khó bị đảo ngược, nhất là sau khi thủ lĩnh lực lượng đảo chính tướng Brice Oligui Nguema chính thức tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời Gabon trước Tòa án Hiến pháp vào chiều qua. Tuy nhiên, thách thức đặt ra với chính quyền mới tại Gabon cũng được cho là rất nhiều và nặng nề, trong đó làm thế nào để chính quyền mới có thể sớm nhận được sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế được cho là nhiệm vụ khó khăn và thách thức nhất. Trong một diễn biến khác, thì tình hình khủng hoảng tại Niger đang có những động thái mới khi mà chính quyền quân sự Niger quyết định mở cửa không phận trở lại sau hơn một tháng kể từ khi tuyên bố đảo chính, lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum, đồng thời cam kết sẽ không tấn công Đại sứ quán Pháp sau khi phe đảo chính Niger ra lệnh trục xuất Đại sứ Pháp tại thủ đô Niamey. Ngày 4 tháng 9, hãng thông tấn chính thức ANP của Niger đưa tin nước này đã mở lại không phận gần một tháng sau khi áp lệnh cấm bay hồi tháng 7. Nguồn tin trên dẫn lời người phát ngôn của Bộ Giao thông Vận tải Niger cho biết không phận của Niger đã mở trở lại đối với tất cả các chuyến bay thương mại nội địa và quốc tế. Người phát ngôn này cho biết tất cả dịch vụ mặt đất tại sân bay cũng đã được nối lại. Tuy nhiên, Niger vẫn đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay quân sự. Ngoài ra, những chuyến bay khác cần được cơ quan điều hành bay của Niger cấp phép bay trước khi ra vào không phận của nước này. Cùng ngày 4 tháng 9, Thủ tướng Niger do chính quyền quân sự bổ nhiệm Ali Mahaman Lamine Zen cho biết ông nhìn thấy hy vọng về một thỏa thuận với khối cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS. Phát biểu ở thủ đô Niamey, ông Zen cho biết chính quyền quân sự Niger vẫn không ngừng và tiếp tục liên lạc với ECOWAS, đồng thời hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong những thời gian tới. Trước đó, sau cuộc đảo chính ngày 26 tháng 7, các lãnh đạo của lực lượng đảo chính đã đóng không phận Niger trước khi tạm thời mở cửa trở lại vào ngày 2 tháng 8. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 8, biện pháp này đã bị bãi bỏ sau khi các nước thuộc cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger sau khi thời hạn tối hậu thư do ECOWAS đưa ra đối với chính quyền quân sự ở Niger đã trôi qua. Trong tối hậu thư này, ECOWAS cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu các tướng lĩnh tiến hành vụ đảo chính tại Niger không khôi phục quyền lực cho Tổng thống Mohamed Bazoum trước thời hạn chót ngày 6 tháng 8. Trong khi đó, căng thẳng giữa Niger và Pháp đang ngày càng leo thang căng thẳng sau khi Niger tiếp tục chiến dịch gây sức ép buộc Đại sứ quán Pháp tại Niamey phải rút về nước. Chính quyền quân sự Niger đã triển khai các đơn vị tới căn cứ quân sự Pháp ở thủ đô Niamey sau khi được lệnh giám sát lực lượng này. Phe đảo chính một lần nữa tuyên bố sự hiện diện của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Pháp ở Niger là bất hợp pháp. Động thái của chính quyền quân sự Niger được đưa ra trong bối cảnh hàng nghìn người biểu tình bao vây căn cứ quân sự và Đại sứ quán Pháp tại Niger, kêu gọi Đại sứ Pháp Sylvain Itté và quân đội nước này rời khỏi Niger, theo như yêu cầu của chính quyền quân sự. Tuy nhiên, kịch bản tấn công vào Đại sứ quán Pháp để thực hiện việc trục xuất nhân vật này là không tồn tại. Tuyên bố trong buổi họp báo quốc tế tại thủ đô Niamey, Thủ tướng Chính phủ Niger Ali Mahaman Lamine Zen do phe đảo chính lập ra khẳng định các lực lượng vũ trang nước này vẫn đang được đặt trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao độ do nguy cơ bị tấn công quân sự từ bên ngoài chưa bị loại bỏ. Theo đó, hành động tấn công có thể diễn ra bất cứ lúc nào bởi một số quốc gia tiếp tục kêu gọi can thiệp quân sự vào Niger. Đối với Đại sứ Pháp, tôi nghĩ không thể làm gì về việc này được. Ông ấy đã không cư xử đúng mực với tư cách là một nhà ngoại giao. Bản thân tôi đã có lúc yêu cầu duy trì mối quan hệ giữa hai quốc gia. Pháp là quốc gia mà chúng tôi có mối quan hệ thân thiết. Trong bối cảnh này, tôi đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao gửi lời mời chính thức Đại sứ Pháp đến trao đổi với chúng tôi để xem xét việc có thể thực hiện những biện pháp nào mang lại một giải pháp giảm leo thang căng thẳng hay không. Nhưng ông ấy đã từ chối làm như vậy. Đó là một hành vi khinh thường từ phía Đại sứ Pháp và điều này không thể chấp nhận được. Vì vậy, các biện pháp trục xuất cần được thực hiện đối với một nhà ngoại giao không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tất cả những biện pháp này đã được ra lệnh thực hiện và chúng tôi chỉ đơn giản là chờ đợi đối tác không hợp lệ này rời khỏi đất nước của chúng tôi. Thủ tướng Ali Mahaman Lamine Zen một lần nữa khẳng định sự hiện diện của Đại sứ Sylvain Itté tại Niger là bất hợp pháp, nhấn mạnh rằng việc trục xuất nhân vật này là quyết định không thể đảo ngược. Mặc dù vậy, người đứng đầu chính phủ đảo chính Niger cam kết các lực lượng thực thi pháp luật nước này sẽ không tiến vào bên trong Đại sứ quán Pháp để thực hiện việc trục xuất. Tương tự, với sự hiện diện của quân đội Pháp tại Niger, Thủ tướng Lamine Zen nêu rõ chính quyền quân sự đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã ký với Pháp. Do đó, sự có mặt của các binh sĩ Pháp trên lãnh thổ Niger trong bối cảnh hiện nay là bất hợp pháp. Tuy nhiên, cho đến nay, chính phủ Pháp vẫn giữ nguyên lập trường không rút đại sứ và các quân nhân về nước với lý do Pháp không công nhận chính quyền đảo chính. Căng thẳng giữa Niger và Pháp, cường quốc thuộc địa cũ và là đồng minh của nước này trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy thanh chiến đã gia tăng sau cuộc đảo chính.
Paris đứng về phía nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ, từ chối thừa nhận phe đảo chính, đồng thời phớt lờ các thông báo hủy bỏ các thỏa thuận quân sự, cũng như đe dọa trục xuất đại sứ từ chính quyền quân sự. Hiện Pháp có khoảng 1.500 binh sĩ tại quốc gia vùng Sahel này, nhiều người trong số đó được triển khai tại căn cứ không quân ở thủ đô Niamey. Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna ngày 3 tháng 9 khẳng định Pháp đã chấm dứt chính sách francophile vốn mang đậm cách cư xử thực dân với châu Phi và đang nỗ lực làm mới hình ảnh nước Pháp với ưu tiên thúc đẩy các liên kết về xã hội, giới trẻ, giáo dục hay văn hóa. Trong bài trả lời phỏng vấn trên nhật báo Le Monde, bà Colonna thừa nhận các cuộc đảo chính quân sự vừa qua tại Niger và Gabon hay trước đó là sự đổ vỡ quan hệ với Mali, Burkina Faso đã phần nào ảnh hưởng tới lợi ích của Pháp tại châu Phi. Trước xu hướng bài Pháp, bà Catherine Colonna nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Pháp tại châu Phi xuất phát từ các đề nghị trợ giúp các chính phủ tại châu Phi để đối phó với các tổ chức Hồi giáo thanh chiến cũng như hỗ trợ huấn luyện quân sự. Ngoại trưởng Pháp cho biết, Pháp từ lâu đã đoạn tuyệt với chính sách francophile, tạm dịch là một châu Phi của nước Pháp, vốn mang đậm cách ứng xử thực dân đối với châu Phi.